Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Vụ hai thi thể bị đổ bê tông. Nghi can dùng dao đâm nhiều nhát vào xác cho xẹp xuống, nhét vào thùng rồi tu luyện tiếp. Sau khi giết hai nạn nhân, vì xác chết quá hôi thối, nhóm người không thể tu luyện được nên đã có những hành động dã man, giấu xác để khỏi bốc mùi. Đêm ngày 18 tháng 5, một nguồn tin cho biết công an đã xác định được danh tính nạn nhân, đồng thời xác định được nguyên nhân gây án của đối tượng vụ hai thi thể người bị đổ bê tông trong thùng nhựa xảy ra ở xã Hưng Hòa, huyện Bảo Bàng, tỉnh Bình Phước. Hai nạn nhân được xác định là Trần Chí Thành, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Trần Đức Linh, quê Nghệ An. Theo đó, Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Phương Thảo, thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang, cùng với Thành và Linh theo một môn phái lạ. Tù luyện bên hai xác chết. Tại cơ quan công an, các nghi can khai, Trần Đức Linh do thấy phần quỷ trong người lấn át nên đã nhảy từ lầu 1 xuống đất tử vong. Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể tránh mùi hôi. Trong thời gian đó, nhóm người tiếp tục tu luyện tại đây. Gần một tuần sau, nhóm này đưa thi thể anh Linh lên ô tô nhãn hiệu Ford Everest 7 chỗ của Hà về căn nhà tại xã Hưng Hòa đã thuê trước đó. Để tránh gây mùi hôi, nhóm này bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác chả ướp xung quanh, đổ keo dính, băng keo quấn xung quanh, dựng trong phòng ngủ, rồi tiếp tục tu luyện trong căn nhà. Những ngày sau đó, trong quá trình tu luyện, Hà và Thanh thấy Thành có biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc của nhóm tu luyện, như thường nhìn trộm hai người nữ trong lúc ngủ, lúc tắm, không nhịn được ăn mà ra ngoài tìm đồ ăn khác. Sau đó Hà và Thanh đã nảy sinh ý định giết Thành trước khi người này bị quỷ nhập. Sau đó, nhóm này nhốt anh Thành vào phòng ngủ để anh này suy nghĩ lại hành động của mình nhưng vẫn không hiệu quả. Thực hiện ý định giết anh Thành, Hà và Thanh đi mua một bình ắc quy và bộ kích điện về nhà. Nói anh Thành đưa tay ra để châm cứu thì nạn nhân bị điện giật bất tỉnh. Hà lấy sợi dây vải siết cổ Thành tới chết rồi khóa cửa phòng ngủ. Sau khi giết chết nạn nhân, Hà và Thanh vẫn sinh hoạt và tu luyện bình thường. Dùng dao đâm nhiều nhát vào thi thể Trương Phình cho xẹp xuống để nhét vào thùng rồi tu luyện tiếp. Sau khi giết hại Trần Chí Thành được ít ngày, thi thể bốc mùi hôi thối khiến nhóm này không thể tập trung tu luyện nên Thanh lên mạng đặt mua thùng nhựa. Phóng viên cho biết nhóm chia người đi mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể. Trong lúc cho thi thể vào thùng, do thi thể bị Trương Phình nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát để thi thể xẹp xuống, sau đó cho vào thùng đổ bê tông. Một thời gian sau, những người còn lại trong nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại thành phố Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện trong phòng. Phóng viên cho biết, vụ việc chỉ được phát hiện khi ông V bán lại căn nhà cho ông H vào giữa tháng 5 năm 2019. Ngày 15 tháng 5, ông H đến dọn nhà thì phát hiện hai thùng nhựa chứa bê tông. Khi đập bỏ thì tá hỏa phát hiện thi thể bên trong. Quá trình khám nghiệm, công an phát hiện thêm thi thể của nam thanh niên tên Linh trong thùng nhựa chứa đầy xác trà. Ngày sau đó, các nghi can được đưa về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, nghi can Hà và Lê Ngọc Phương Thảo, thường gọi là Thanh, đã khai nhận hành vi giết người và quá trình gây án. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.